Một địa điểm nhiều ngày qua xuất hiện dần dần trên các trang mạng xã hội ngoài sân vận động Mỹ Đình thì phải kể đến tọa độ vui chơi mới toanh của giới trẻ Hà Thành Thủy Cung Lotte World, Lotte World Aquarium Hà Nội. Ngay từ những đầu tiên chạy thử, nơi đây đã được quảng bá vô cùng mạnh mẽ. Chính vì vậy chẳng quá lạ lẫm khi vừa mới khai trương, Thủy Cung đã thu hút rất nhiều người đến check-in, háo hức được chiêm ngưỡng và trải nghiệm hơi thở của thiên nhiên giữa lòng Hà Nội. Nằm ngay dưới lòng của Lotte Mall Westlake, một trong những trung tâm thương mại hot không kém trong thời điểm qua, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy Thủy Cung bởi nơi rất dễ thu hút sự tò mò chú ý của mọi người. Hơn nữa, theo giới thiệu, Lotte World Aquarium có diện tích lên đến 9.000 m² với 67 bể trưng bày, là ngôi nhà chung của hơn 400 loài và 31.000 sinh vật biển đến từ khắp nơi trên thế giới. Sở hữu không gian rộng lớn như vậy, nơi đây đã trở thành điểm đến lý tưởng của rất nhiều bạn trẻ. Bước vào Thủy Cung, cảm nhận đầu tiên mà có lẽ cũng thấy đó chính là sự mới lạ. Ngoài việc tìm hiểu về thế giới sinh vật dưới đáy biển thì nơi đây cũng có rất nhiều góc sống ảo. Khách tham quan có thể khám phá cung đường dọc Thủy Cung dài 650 m xuyên qua các khu vực khác nhau, được nhìn ngắm các sinh vật biển bơi lượn với góc nhìn bao quát 360 độ từ trần nhà phía trên, tạo cảm giác đang được đi dạo dưới lòng biển khơi. Không chia khu đơn điệu như khu cá nước ngọt, cá nước mặn, bể lớn mà Thủy Cung này lại chia theo chủ đề khá hay ho như rừng thủy sinh, cá nguy hiểm. Ngoài ra, có nhiều khu vực như rừng tre Việt Nam, cảnh sát biển, thế giới đại dương và nhiều điểm sống ảo khác đang chờ đón khách tham quan. Các khu vực tại Thủy Cung khá mới lạ bởi những tiểu cảnh bắt mắt với thiết kế về thiên nhiên làng quê Việt Nam. Điểm khác biệt khi tham quan Thủy Cung này là du khách còn có thể trải nghiệm trực tiếp vuốt ve những chú sao biển, hải sâm và cả sên biển tại khu vực hồ tương tác. Nếu như trước đây bạn chỉ được thấy chúng qua màn ảnh thì nay bạn đã được tận mắt chứng kiến, sở chúng tận tay. Nhờ độ hot cũng như nằm trong khu trung tâm mới với phong cách thiết kế khá độc đáo, nên chỉ cần đứng giữa những bể cá bơi lượn là đã có thể dinh được ảnh sống ảo chẳng kém gì ảnh mạng rồi. Đó cũng là một trong những lý do thôi thúc rất nhiều bạn trẻ đến check-in. Ngoài chiêm ngưỡng, Thủy Cung cũng trang bị những nội dung để khách tham quan có thể đọc để hiểu rõ hơn về thế giới đại dương. Là một địa điểm mới lạ vậy nên kể từ lúc khai trương, Thủy Cung Lotte World đã đón tiếp rất nhiều lượt khách. Bên cạnh sự hào hức mong chờ về một làn gió vui chơi mới giữa thủ đô thì sau khi trải nghiệm, không ít người tỏ ra khá hụt hẫng, thậm chí là có chút chưa hài lòng. Thông thường với những quần thể vui chơi rộng lớn thì bạn sẽ mất vài giờ đồng hồ để khám phá hết thế giới đại dương. Tuy nhiên, dù diện tích lên đến 9.000 m² là vậy nhưng theo nhiều du khách đánh giá, Thủy Cung mới đi một chút là đã hết các điểm để tham quan. Giá vé tại Thủy Cung được đánh giá là khá cao nhưng lại chưa mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách tham quan. Đa số khách hàng trải nghiệm địa điểm này trong những ngày đầu tiên đều tưởng tượng về một không gian rộng lớn, ở đó có sự choáng ngợp về các loại sinh vật biển cùng những tiểu cảnh thuộc công nghệ hiện đại.